đi tàu 1205 GA 1205 đến 90 về năm 95 trăm đô mà được hưởng gì đó. Anh có qua đảo một lần với em, với chung với mình. Anh lại qua Ga Lăng không? Em nhớ là anh chụp hình trong cái giọng. Đúng. Lúc đó có em chính ở xác. Đó, chính xác không? Em nhớ mặt anh tại anh đẹp trai nhất đoàn. Sorry Tiến nha. Tiến nha. Đi với gia đình là già là Phan Thanh Hùng qua đến Ga Lăng ngày 25 tháng 7 năm 90. Về 25 tháng 7 năm 95. Mình tên là Phan Tâm, đến Ga Lăng tháng 6 năm 89 và hồi hương vào năm tháng 10 năm 93. Tên là Bùi Văn Luật, đến Ga Lăng ngày 4 tháng 5 năm 90, đi tàu DA0504 AS239002, cứ bước hồi hương về 5 tháng 9 năm 96, cuối cùng rời đảo. Người cuối cùng rời đảo anh hả? Lì nhất luôn. Về tháng 5 năm 5 tháng 9 năm 96. Dạ, nhưng mà anh về là tại tại Ga Lăng hay là qua bên kia nè, qua cái đảo gì mà Uban. Chứ mà tại tại Ga Lăng là em biết đưa về đằng tàu. Ủa đây giờ không biết anh chưa? Chưa cuối cùng về bắt đầu Uban. Mình Nguyễn Văn Thành, đến Ga Lăng năm tháng 7 năm 90, hồi hương năm 94 diễn ra biểu tình. Anh có tham dự biểu tình không? Có. Rồi anh có đâm bụng không? Không. Thông minh. Tên là Lưu Tiến Du, hôm nay đi tàu 2024. Chiếc tàu nhỏ như vậy mà chiếc 21 người rất là nguy hiểm, mém chết trên biển. Thì đến Ga Lăng lúc năm 13 tuổi, thì về lúc năm 18 tuổi là tháng 2 tháng 5, thì đến Ga Lăng là 24 tháng 5 90. Thì lúc biểu tình dẹp thì cũng bị bắt ở bên chạy đi đăng. Thì lúc đó gặp chú Sang là công dịch viên, chú kêu thôi về đi, chứ ở đây cũng không có được gì hết, con cứ theo chú về. Thì có nghe là chú Sang về, thì khi về cũng được công việc ổn định. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, anh biết Ga Lăng. Chú có đi. Hết chưa, hết chưa đi. Rồi tới các anh bên này nè.
em lên Ga Lăng thì thời điểm đó khoảng mấy ngày nữa chưa tới mấy ngày. Còn bây giờ thì lúc em về tôi không ở Ga Lăng em đưa tiễn đi về nhà có sẵn, nhưng mà khi em về không có thể làm gì được. Còn có trăm mấy người lúc đó thì ở đảo Ga Lăng